ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi. Hạt long lanh cho ngày lên tính khôi. Trong nỗi vui đời thương hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vây. Nếu tim còn yêu trời luôn mơ nắng, biết yêu thương mình là biết yêu thương người. Một lần cho đi muốn đời ta mãi có. Ngày rồi đêm thay nhau có chi sầu thêm, mặt đất đâu hư hao luôn là nơi nụ hoa nương nao. Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Anh Tư, hẹn em với anh đi kiếm bà ta đi. Để bà ta quậy tưng cái đám cưới lên luôn hả? Sự xuất hiện của anh chưa chắc gì bà nó sẽ thích. Ngày hôm nay không có đứa nào cản được tao đâu. Không ai cản hết. Thích làm gì thì cứ tự nhiên. Xin mời. Là mày thách tao đó nha. Mẹ suy nghĩ kỹ đi. Nếu như mẹ quậy ngày hôm nay, mẹ mãi mãi sẽ không có con đường quay lại đâu. Long, con nói gì kỳ vậy? Tôi nói ông là người ăn cắp vàng của tôi á. Con đừng có nói bậy. Nói, con không hề nói bậy. Không phải hồi đó ông thường xuyên ăn cắp tiền của nội đánh bài đúng không? Biết đâu được bây giờ là ngửa quen đường cũ thì sao? Trời ơi là trời, mà tổ chức đám cưới đơn giản thôi mà cũng quá trời chuyện phải lo. Vậy thì mình từ từ lại để chuẩn bị đám cưới cho tốt hơn đi. Muốn nói gì đây cô kia? Thật sự em thấy nó quá sớm. Sớm? Hai gia đình đã gặp nhau hết trơn rồi. Một cuộc gặp chớp nhoáng. Thì tại vì bác ấy phải bay đi công tác ở nước ngoài gấp thôi. Vậy còn thái độ không vui khi gặp ông ta thì sao? Thì nhiều khi là bác ấy cũng có một chút bất ngờ. Bất ngờ? Ủa, không phải chị nói là chị đã nói với họ rồi hả? Thì chị biết là em lo cho chị, nhưng mà trong chuyến đi Úc vừa rồi á, em cũng tận mắt chứng kiến tình cảm anh Quân dành cho chị mà. Vậy còn chị thì sao? Thì chị thừa nhận là chị yêu anh Quân không nhiều như là ảnh yêu chị. Chút xíu thôi. Vậy tại sao phải cưới? Nhỏ này, bắt đầu hỏi mấy câu không biết trả lời sao luôn à. Chứ em không nghe người ta nói hả? Nên lấy người yêu mình chứ không có nên chị lấy ba. Người hãy tin chị, đây không phải là quyết định nông nổi. Chị biết rất rõ là chị đang làm gì. Chị hứa với em, nhất định là chị sẽ sống hạnh phúc. Nhất định.
gì? Tương ớt Jinsu, vạn món ngon bùng vị. Về nhà ăn ngon với Omachi sốt bò hầm. Đặt hàng ngay qua hotline 1900 6869. A An, nành gạo ngon cơm. Đây là danh sách nè. Mà sao không để em chụp hình rồi em gửi qua, chứ qua đây chị cho mất công vậy? Anh muốn gặp em mà. Xạo quá. Mai mốt á, gặp em cả ngày lúc đó chán luôn cho coi. Không bao giờ chán. Coi cái mặt xạo kìa. Anh sao vậy? Mình đi nha. Hả? Không cần làm đám cưới, không cần ai cho phép. Anh và em bỏ lại tất cả, mình cùng nhau đi đến một nơi thật xa, sống cuộc sống chỉ có hai đứa mình thôi. Anh, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chỉ muốn biết là em có đi cùng với anh hay không. Anh sẽ bắt đầu lại với việc kinh doanh nhỏ. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Nói cho em nghe đi, có chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Là chuyện gì vậy? Mẹ nói. Mẹ. Thôi bỏ đi. Không được, anh phải nói cho em nghe là có chuyện gì xảy ra chứ. Vấn đề là ba em. Quân à, Bảo Anh, ba có chút quà cưới ba muốn tặng trước cho con. Con cầm đi. Con cảm ơn. Ba có thể ôm con cái được không? Cảm ơn con. Dạ. Có thể giúp con một chuyện được không? Có chuyện gì con nói đi. Ngày đó, ngày đó
có thể... À, Bảo Anh à, hôm nay ba tới đây tặng quà cưới trước cho con, vì ngày đó ba có chuyện rồi, ba không có dự đám cưới con được. Ba xin lỗi con nha. Đám cưới về trên nhà em. Hát hò tối ngày, lau cột cho chặt á. Em đang cột nè. Cột chặt rồi nha. Cột đã. Đám cưới về trên đường quê. Nghỉ tay uống nước nè. Vậy đợt này á chị khỏi mướn ban nhạc nha. Hai đứa lên xong ca mấy bài là được rồi. Trời ơi, đỡ tốn tiền. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị ba. Nè mấy ba. Mọi người. Cái gì vậy? Ủa. Máu à? Máu của ai? Cái gì vậy? Cậu phải đi thôi. Tụi nó đang săn lùng cậu dữ lắm. Em còn có việc phải làm. Con nhỏ đi lấy chồng rồi. Cậu còn muốn chuyện gì nữa? Em muốn moi tẩy của cái thằng đó. Tại sao? Quân à, món quà này không cần nữa đâu. Đám cưới sẽ không diễn ra. Quân ạ, chú đi luôn thì hay biết mấy. Xuất hiện làm gì để con gái mình chịu khổ. Ai lại muốn ngồi ngang hàng với một thằng cha bán bánh giò chứ. Mình không muốn dịch vụ trang trí cưới họ làm đi. Mình làm gì cho cực vậy? Cực nhưng mà vui. Ngày trọng đại của người thân mình mà để người ngoài lo thì chán lắm. Với lại á, trong nhà mình có anh thiết kế tài ba rồi. Ngu gì không tận dụng. Chị chị gọi như vậy là tiếp tay chồng Minh đó. Làm gì vậy? Muốn cài đám cưới của Bảo Anh. Nè, thằng đó không phải người tốt đâu. Anh im đi. Tôi không tin bất kỳ lời nào anh nói về anh Quân đâu.
Bảo anh, chỉ cần anh nói một lời nữa thôi, tôi sẽ hận anh suốt đời đó. Cô ơi, cho họ để ra bãi trước thì đi đường nào vậy? À, anh đi thẳng đường này rồi quẹo phải về chỗ công viên. Đi chừng 10 phút nữa là tới ha. Dạ, cảm ơn. Một lát nữa anh muốn ăn gì? Anh. Thằng đó là thằng nào? Thằng đó là thằng nào? Nói đi. Thằng đó là thằng nào? Ông ta chỉ hỏi đường thôi. Em không biết ông ta là ai hết. Được có sao? Nói đi. Thằng đó là thằng nào? Cuộc đời anh ghét như bị ghét lửa ghét. Nói! Thằng đó là thằng nào? Nói! Em không biết! Thằng đó là thằng nào? Em không biết ông ta là ai! Mẹ xem lại hình cưới của Bảo Anh ạ. Đẹp mẹ ha. Bảo Anh thế là yên ổn rồi. Dạ. Giờ chỉ còn Bảo Châu với Bảo Minh là mẹ con mình có thể yên tâm dắt tay nhau vào viện dưỡng lão được rồi. Mẹ, mình có thể đổi thành là dắt tay nhau đi du lịch khắp thế gian được không mẹ? Ờ, được. Vậy đi mẹ nhé. À, khi nào vợ chồng Bảo Anh nó về? À, dạ khoảng 10 giờ đó mẹ. Ồ, thế thì mẹ con mình phải đi chuẩn bị là vừa đấy. Dạ, mẹ ăn đi đã này. Ừ. Gọi cả Bảo Trâm nhá. À, Bảo Trâm nó nói sáng nay đi có chút chuyện. Chắc là chỉ có mẹ con mình chiến đấu thôi. Ăn đi con, ăn đi. Dạ. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ủa, cô Trâm. Dạ, xin lỗi anh. Cô có sao không? À, tôi không sao, tôi đi anh. Trâm ơi, hồ sơ của cô này. Cảm ơn anh. Tôi đi trước đây.
Cô không sao thật chứ? Tôi không sao. Tôi đi đây. Cái gì? Tầm bậy hả bà ấy? Thời buổi nào gọi chung cư? Bậy rồi nhà phố. Hai bà tắm luôn. Nè nè, nhớ nha. 134 đường số 14 quận 7. Đâu đâu nhắc lại em nghe coi. 134. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi bây giờ bà tới đi, dắt má tới đi. Chừng 15 phút nữa tôi tới. Nghe. Tầm bậy. Có sao có được. Tôi đâu có nói với nó là tôi mua nhà đâu. Vậy nha. Một ba bốn đường số 14 quận 7. Đây đây đây, giới thiệu với má với nhai, đây là nhà của con. Nhà này là của con thiệt á hả? Long, chị nói thiệt, cái tội thục kết sắt nặng lắm Long ơi. Bây giờ em muốn mua nhà thì em cũng phải từ từ để chị với má kết hợp lại và nấu với bà nội bán nhà, bán đất, bán ruộng rồi đưa tiền cho em mua. Em làm gì em liều lắm. Long mà Long, đúng là con có chuyện gì cũng phải từ từ. Chứ đừng có để mà bây giờ má lớn tuổi mà phải xách giỏ vô tù thăm nuôi con kỳ lắm Long à. Trời ơi, hai người mà nói tiếng nào nữa con nhảy là con chết cho rồi á. Bậy bậy, chứ bây giờ tiền đâu mà em mua căn nhà bự quá. Nói thiệt cho má nghe đi, tiền đâu con có. Tiền của con, tiền con làm ăn riêng. Thằng Long của má bây giờ đâu phải như thằng Long ngày xưa nữa. Nè nha, cái nhà này chỉ là sự bắt đầu của con thôi. Rồi đây sẽ có căn nhà thứ hai, căn nhà thứ ba. Mà mỗi lần như vậy là nó bự hơn bự chà bá luôn. Con nói thiệt hả? Con nói thiệt mà. Long mà Long, giờ má cũng nói thiệt nha Long. Cái nhà nó bự quá, nó lớn quá, nó to quá, nó rộng quá. Ở ít người buồn lắm con. Cho má với chị hai lên đây ở đi nghe. Không có đó, má với chị hai nói thiệt đó. Ở nhà bự quá, nó lạnh lẽo lắm. Để má với chị hai ở có sự ấm cúng nha. Hai người nói cái gì vậy? Thì lên ấy ở xin phải nói em tiếng chứ. Trời ơi, có cần hai người phải nói với con vậy không? Cái nhà này mà sửa xong là con sẽ đón hai người lên ở với con liền. Mà chừng nào sửa để chị lên chị giám sát cho. Thôi không có cần đâu. Dạ đúng rồi, không cần đâu chị hai. Dạ thưa má, nhà của tụi con để tụi con tự sắp xếp được rồi à. Em theo dõi anh hả? Dạ. Em đi theo dõi anh. Ủa từ lúc nào em không có tính rình mò này ở đâu vậy? Hả? Ôi mình là vợ chồng mà mình không thể nào chia sẻ với nhau được hay sao mà em phải đi rình mò anh? Em nói xử với anh vậy? Trời ơi. Anh ơi. Loan à Loan. Dạ. Tao không nghĩ sao tới giờ phút này mà thằng Long nó còn ở con vợ nó được vậy, hay thiệt á mày. Mày yên tâm đi, sắp bỏ rồi. Ừ, bỏ càng sớm càng tốt. Chị hai. Chị hai. Đừng nói gì hết nha em. Em biết rồi. Xin lỗi nội. Tại vì anh Quân ảnh bận công chuyện đột xuất cho nên là không có về được. Có sao đâu con, công việc là quan trọng. Dạ. Về lúc nào cũng được. Ủa, tay chị bị gì vậy? À, cái này là chị bị sơ ý thôi à. Không có gì đâu nội. Dạ. Thưa nội, thưa dì, tụi con mới về. Mấy đứa vô dọn chén luôn đi con. Dạ.
Chuyện gì vậy? Chú kể. Mà làm cái gì? Mà làm gì tự nhiên đánh người ta vậy hả? Tự nhiên đi, không không? Không có cái gì mà tự nhiên hết á.